Mình có chứng minh nhân dân chưa cô? Có hả? Ờ, cấp khi nào cô ha? Cấp cũng dài 4-5 năm gì đó cái cấp cho. Bè thì thường làm bằng các vật nổi như là thùng phi nè Phong. À. Nhưng mà ở đây thì cô lại tất cả kẹp với nhau bằng nước hết. Lý do là làm cho nó rẻ tiền hay sao cô? Làm nó không có tốn tiền. Thì nó cũng hư vài năm là nó hư rồi, cái bả buộc lại vậy đó. Dạ. Bả buộc gan vậy đó rồi bả động vô lại. Ờ. Mớp này bả cũng bê vớt không á. Ờ. Ai ví dụ ai trôi thì vớt về. Dạ. Tại cũng như người ta có tiền người ta mua huy ta độn lâu một chút. Còn mình không có tiền thì mình đi vớt mớp về cái bả buộc lại, không có độn lên. Dạ chào cô bác quý anh chị, thì sau một thời gian hai anh em đi tham quan chợ nổi Long Xuyên thì tiếp tục hành trình, hai anh em sẽ quay về nơi làng bè, nơi những cái người dân mà từ Việt Kiều Campuchia hồi hương trở về sống trên một lên đên trên sông ở cái khu vực chợ nổi Long Xuyên này. Và đây là những cái chiếc bè nè. Đến rồi đó. Thì anh em mình đi thì mưa gió quá không có chuẩn bị gì hết. Đây là cái xóm bè đây hả chú? Chú có thể chạy cặp nhà nào gần gần cho tụi con... Chú biết có một nhà đúng không chú? Ở ngoài này thì mình thấy ghe lớn hơn, còn ở trong này thì nhỏ hơn được không? Đúng rồi không? Anh thì có xem những cái video clip của em về những người Việt sống ở Campuchia. Thì thấy khi mà những người mà thường sống ở biên hồ về đó, thì cái cuộc sống của họ có vẻ là quen với lại cái vùng sông nước và họ vẫn cắt bè chứ không có lên bờ ở. Mặc dù mình thấy khó khăn vậy nhưng mà người ta lại cảm thấy vui. Dạ tụi em chào anh chị nha. Đây là cái bè nè. Đúng rồi. Mọi người thấy cái ván nó đâu có kiên cố đâu, chỉ cần khoảng 2 mùa nước nữa, khoảng 2 cái Tết nữa thôi là xuống cấp liền. Ở đằng sau này thì cái nơi này là nơi sinh hoạt của cái bếp của những người sống ở trên bè. Khi mà ăn uống xong thì sẽ rửa ở dưới này luôn. Ngay cả tắm rửa hoặc là rửa chén bát thì sẽ ở dưới này luôn. Cũng may là khi mà mùa nước nổi lên đó thì cái lượng nước nó chảy rất là nhiều. Và cái việc mà rửa ở dưới này nó không bị ô nhiễm và nước sông á thì nó cứ chảy liên tục. Chị ơi, hôm nay tụi em qua đây, qua làng bè mình cho tụi em... Dạ. Làm sao để tụi em lên cái chiếc bè của mình? Đi qua đây hả anh? Chú ba. Bước qua đây. Tụi con bước qua đây nha chú ba. Dạ. Nhà chị đây hả? Nhà này là nhà chị nhá. Qua nhà đây đông em. Sáng nay mình trò chuyện với nhau hả? Để nhà nước để hỗ trợ cho mấy cái hộ nghèo này đi. Ta cũng khổ lắm. Để giải quyết cho ta. Ghe này buôn bán nè Phong. Ủa ghe này là của ai vậy ta? Của chị luôn hả? Dạ. Chị bán nước. Dạ. Em xin phép vô nhà nha. Cái bè nó không có lưng hơn như chiếc xuồng nha. Cô là mẹ của chị gái này. Mẹ không biết. Dạ. Mình quê hương xứ sở mình ở đâu ạ? Lời lúc trước á hả? Dạ. Trước là ở biển Hồ. Người Việt Kiều Campuchia. Campuchia. Vậy là con là người rồi mấy nhà nước nó đưa về rồi tới bây giờ ở tạm trú ở đây nè, năm 96. Vậy thì hồ sơ của Campuchia thuộc tỉnh nào? Tỉnh Busat á. Busat. À con biết, con đã tới làng Việt đó rồi. Cấp đó nhà nước đưa mà đưa về rồi có năm 75 đó rồi không có cung cấp cái gì trơn, đi lang thang hoài vậy đó. Cái chiếc bè này là nhà nước cấp cho mình hay là mình tự sắm không? Tự sắm mốt trên kết lận dở nó coi thấy được không ta? Ngay chỗ mấy cái đó là nó thường mấy nhánh là bao nhiêu năm rồi cô? Cái chiếc bè mình đã sử dụng bao nhiêu năm rồi? Năm 65 gì rồi năm mốt tới bể cái mình kiếm mốt khác mình động vô nữa gì đó. Ở dưới này đây hả chị hả? Dở được không? Chỗ sao vậy trời? Ở trên bè của mình thì hiện nay bao nhiêu người sinh sống ha cô ha? Ở chỗ này là có công an nè. Ở này ở dưới này là nó mặn
bằng mướn gì đó. Gọi là bè thì thường là bằng các vật nổi như là thùng phi nè Phong. À. Nhưng mà ở đây thì cô lại tất cả kẹp với nhau bằng nước hết. Lý do là làm cho nó rẻ tiền hay sao cô? Làm nó không có tốn tiền. À. Phi để nó mất tốn tiền mua cái mấy trăm là cái bà nội quấn nó có cái dầm quánh nó cái. Mình có chứng minh nhân dân chưa cô? Có hả? Ờ, cấp khi nào cô ha? Cấp cũng dài 4-5 năm gì đó cái cấp cho. Ở đây thì khi mà nhà nước đưa về là nhà nước chở bà con mình về, chứ phải là tự mình kéo bè về. Đưa về. Thì lúc đưa về Việt Nam thì có chỗ tạm trú không? Cũng tạm trú trường học này kia vậy đó, rồi cái đi kiếm sinh sống mà sống không nổi rồi lang thang hoài vậy đó. Hiện nay cái việc mà cô sinh sống ở trên bè này thì mình làm cái gì để kiếm thêm thu nhập hả cô ha? Chở mướn. Con đi chở mướn vậy đó, rồi tôi đi chồng gỡ muốn vớt rồi mũ đồ thêm vậy đó. À, cô đi vớt phế liệu ở trên sông để cô bán. À, cô nói là lúc nãy là nhà mình bao nhiêu người, tụi con nghe không rõ. Bao nhiêu người chị? Ở trên bè này nè. Trên bè này sống không ha? Dạ. 4-5 người. Là mấy hộ gia đình? 4 gia đình. Ở bè này thì 2 gia đình. Tôi với nhỏ này nó cũng có gia đình rồi, nó ở riêng rồi. Nhà này tôi ở chung với nó vậy đó, sống nha. Ở tất cả là bao nhiêu bè chị ha? Thì ở đây anh em là 4 bè. Nguyên cả cái xóm à? Nguyên cả cái xóm bè ở chợ nổi Long Xuyên này anh, là khoảng bao nhiêu hộ từ Campuchia hồi hương về mà đang sống lên đên giống như gia đình mình nè? Không biết nữa, có mấy mẹ con đây thì biết mấy mẹ con là mấy cái bè này giống như là dài là từ Campuchia mình về hết á. Còn ở dưới kia nhóm nữa ha? Còn ở dưới kia nữa hả cô hả? Ở dưới kia đông hơn như ở trên này không? Nhiều bè như trên này không? Cũng vậy đó. Rồi chú đó cũng biết à. Chú đưa đỏ. Dạ. Vậy thì chắc mấy cô này, mấy chị gái này là có nói được tiếng Campuchia không ta? Không, chỉ có mình cô thôi. Không biết chút đỉnh chứ cô cũng không biết nhiều đâu. Ở trển thì cái xóm Việt Nam mình dễ ấp đó. Mình ở sân bay thì em ở Việt Nam. Hồi đó có ổng á, chẳng biết nhiều lắm. Nếu như mà có một cái nhà ở trên bờ, con ví dụ cho cô một cái nhà nhỏ nhỏ trên bờ thì với lại bè thì cô sẽ chọn sống ở đâu? Có đất luôn á, ví dụ vậy. Nghe sống trên bờ là thoải mái, trên bờ là thoải mái hơn rồi. Già cả thì tới lui cũng thoải mái, không có sông nước rồi. Nhà không có đất thì mình phải ở linh đinh như không. Hai chị thì thường thì hiện nay mình làm việc gì để có thêm thu nhập hai chị ha? Đi mua bán nước. À. Chạy bán đá theo ghe lúa này. Chạy bão ở nhà. Để cho tụi em đi ra ngoài sau được không? Rồi đi tự nhiên không có. Tham quan thử cái bè của mình. À, cái bè chút xíu anh ạ. Đây. Đây cho mình xem, đây là một cái bè mà bốn người sinh sống. Ví dụ muốn đi sang nhà người khác thì phải bắt cái cầu. Cái cầu để đi. Thông nhau bằng hai cái bếp. Ở ở ngoài sau này cái sân vườn. Em chào anh nha. Cái này là làm chỗ để đồ đạc hả anh? Dạ. Làm thêm hả? Đây đồ đạc chứ ngồi giặt đồ. Tụi em qua đó được không? Được. Đi Phong nha. Cẩn thận nha chân. Anh đi trước cho em xem. À, nơi đây là mình trồng rau với lại để đồ vật liệu sao hả? Dạ. Anh là rể hay là con? Rể Út. Rể Út. Cái này thì quen chị. Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 32 tuổi. À. Sống ở dưới này quen không anh? Quen. Ôi, Phong đây để ý nè. Cô nói thì ở trên kia kìa, nhìn ở đằng sau nữa kìa. Mốt không à? Mốt đâu mà. Mốt này thì mình sử dụng được bao nhiêu năm anh? Thì nó cũng hư vài năm là nó hư rồi, cái bá buộc lại vậy đó. Dạ. Bá buộc gan vậy đó rồi bá động vô lại. Ờ. Mốt này bá cũng bê vớt không á. Ờ. Ai ví dụ ai trôi thì vớt về. Tại giống như người ta có tiền người ta mua huy ta độn lâu một chút. Còn mình không có tiền thì mình đi vớt mốt về cái bá buộc lại, không có động lên. Ở đây thì đa số anh em mình sẽ để ý kỹ thì bên kia cũng mót cơ. Dạ, cái đó là những cái thùng mà mót để mà ướp nước đá đó. Nói không ngờ. Mấy bè bự người ta có tiền á, ta mua phi. Dạ, phi một sao nó đúng không anh? Dạ. Còn mình ở đây thì không có tiền, bả vớt mót và buộc bả đờ động vậy đó. Như vài tháng đầu cái nó hư bể cái đầu bả thử ra bả đạp cho lại. Rồi ai sẽ lặn xuống dưới anh?
mình ở nhà mình đạp vô. Cái cách đạp là như thế nào? Cũng như mình cái đó phải không? Mình em giả sử cái thùng mót như thế này. Vậy thì mình sẽ đột như thế nào? Lặn xuống dưới. Mình không, mình kê quay ngang gì nè. Thế mình lùa cái cũ nó ra. Rồi một người một bên, hai người vịn cái cây á, rồi mình đạp vô. Nó chạy vô. Còn gỗ thì nó ví dụ như lâu năm đời dưới nước á, nó mục rồi sao? Nó không có mục lên mục á thì mình thay vô, mình đập vô một dây chị gan gì đó. Rồi mình có thấy cây nào gãy đó thì mình thọt vô. Mua tràm về á mình thọt vô. Mình ước lượng cái thời gian tuổi của mót nó chìm ở dưới bao nhiêu năm nó chìm, hay là mình ở trên bè mình sống mình cảm nhận được. Nó chìm thì nó không có chìm như kiểu vài tháng phải không? Cái nước với bụng này kia nó đóng luôn á. Nặng cái nó chìm xuống dưới, nó hơi cẩm cẩm bè là mình biết nó bị do nông nước vô rồi. Cái lâu ngày mình đạp ra, mình mới đưa mớp mới vô là nó nổi lên lại. Ở dưới này sâu không anh? Cạn anh. Khoảng bao nhiêu mét lúc đầu mình không? Lúc bây giờ như mình muốn kéo bè đi nơi khác thì phải móc vô một cái xuồng kéo đi vòng vô cái ghe máy đó kéo đi. Nhưng mà mình chỉ kéo đi được trong này thôi, chứ kéo nhiều khi đi sông lớn quá đi không được. Trôi mớp cả trơn, trôi mớp nó cố định thôi. Tại vì phi á, ta động vô ta có nịch dây hết trơn rồi. Còn mớp này mình đâu có nịch dây đâu, mình đạp vô không à. Bởi đậu trong này là núp gió nè, bởi ra ngoài gió sóng chịu nổi, vỗ vô là bè chìm hết trơn, sức mớp văng hết trơn. Có con nít nữa cái mình sợ. Đúng rồi. Phong ở trên cái máy á, cái phần máy ở trên em thấy không, ngoài cái phần thiết mà đã mục xong hết thì cái phần máy ở trên dừng thêm cái miếng bạc, một miếng bạc màu xanh để mà không tróc máy khi mưa, và những cái không có tiền á Phong, không có tiền mua để trồng lên. Không có thiết ở trên lâu ngày quá xét nó mục rồi, giờ không có tiền mua thiết khác thay. Ai mà lấy cái xu trồng lên đó dọn mở lên ha. Anh có thể nói cho em với Phong biết về cái cách sinh hoạt của mình ở dưới ghe như thế nào anh? Về vệ sinh rồi cơm nước nè, rồi mình sử dụng ở đâu? Cơm nước chứ mà giặt đồ thì mình cũng xài nước tới dưới sông vậy đó, rồi múc lên đồng vậy nè, rồi mình xài. Tắm đâu cũng đó. Dạ, tắm cũng ở đó luôn. Còn nước uống là sao? Nước uống thì mình có mua bình nước lọc mình uống. Còn cái nước này là nước tắm giặt hay là nước nấu cơm? Nước nấu cơm đó mình nắng phèn lại. Dạ. Cho nên là tắm giặt thì ở dưới sông. Vậy là duy nhất một loại nước mà mình phải mua đó là nước uống sinh hoạt thôi, còn như tất cả đều sử dụng nước này. Và còn một điều nữa đó là đi vệ sinh. Thì anh sẽ đi vệ sinh ở đây, có nhà vệ sinh ở trên bè mình luôn. Có bà chị nó có đi nhờ bà chị bên đó. Là mỗi lần đi là phải đi bò qua đây. Vậy thì chị nè, em thấy đằng sau nè Phong, ở đằng sau này thì một nơi là chị để rửa chén, và kế bên kia là một cái nhà vệ sinh, thì mình sử dụng ngay tay đó luôn hả anh? Dạ, bà rửa đó thì nhà vệ sinh bên đó. Nó gần với nước sinh hoạt mình thì sao? Có ngại không? Thấy cũng ngại, bây giờ sống vậy cũng quen. Thì vậy thì là xây một cái miếng mút nhỏ nhỏ làm nhà vệ sinh xa ra, lần đi thì xô ra. Lấy mớp về cho ba kết làm nhà bè nhỏ này nè. Chứ ba đồ em tính làm nhà vệ sinh đó xa xa chút. Tại vì mình vừa đi vệ sinh mà vừa lấy nước ở đó thì nó cũng hơi ảnh hưởng sức khỏe. Hôm ngày tính làm mà thấy mưa gió hoài làm không được. Cái nhà vệ sinh ở bên đây thì không có ha. Thì thôi thì chút xíu nữa hai anh em mình qua bên nhà bên đây nha. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh nha. Anh tên gì? Nguyễn Thanh Tâm. Tâm. Đây là cái nơi cái bếp nè của chị là nấu cơm nè. Ổng gài nấu bằng bếp ga nhỏ mini chứ. Dạ. Nhờ cái bếp ga này mất điện ta cho đem về. À bếp ga này ta cho. Không có điện đâu. Chút lại cho. Nhà hả? Ủa cái này là thực phẩm dự trữ hả? Mua để ăn. Mua để ăn hả chị hả? Này là kẹo bánh nè. Này bánh mì nè. Chị tự ơn làm không? Con bao nhiêu tuổi rồi? Mấy tuổi nói với chú? Con 5 tuổi. 5 tuổi. 5 tuổi, con tên gì? Đừng có làm kéo con gì. Hả? Quy. Con có đi học không? Con học lớp mấy? Giáo. Ủa rồi con đi học ai đưa con lên bờ học? Ngoại con. Ở ngoại chèo ghe đưa bờ học hả? Đưa trong bé này thì học mẫu giáo nè. Đứa. Nhưng mà hàng ngày thì bà năm nay nhiêu rồi con? 72 tuổi. 72 tuổi hả? Dạ. Vậy là anh con này là của anh. Của anh hả? Anh có mấy cháu? Con một.
Ở đây thì thấy nó chật nhưng mà đông vui ha, thấy gia đình cũng đầm ấm.